luyện kiếm chui dàn chi đấu tranh kiên cường sông hào hùng ngày hôm nay vì tương lai quyết tâm luyện rèn lên trên trường ta hỏi cây cao xuống dưới biển ta hỏi rêu xanh và về đồng ta hỏi lúa chim dòng giống ta Việt Nam anh hùng ra đời ta gọi Việt Nam chung tâm nguyện ta cùng hô lớn một tổ quốc một Việt Nam một dòng dân dòng tiên da vàng cùng nhau ta lên đường đắp xây lại nhà cùng nhau ta ra họ dấn thân vào đời người ta tiến tới ta xây đời mới cùng nhau ta đi vội đắp thêm từng người cùng nhau lên đường hát vang kim lại lại hồi xưa chú thầy hôm nay ngày 15 tháng 12 năm 2019 có đào có đường Nam Sơn có tổ chức kỳ thi thăng cấp sơ đẳng khóa 2 nhằm kiểm tra đánh giá trình độ tập luyện võ thuật và trao dồi võ đạo của các võ sinh nhằm thẩm định năng lực đào tạo kỹ thuật huấn luyện chuyên môn các võ sư huấn luyện viên có đường Nam Sơn có gửi đơn xin phép học tập tổ chức kỳ thi thăng cấp sơ đẳng ngày hôm nay về Việt Nam vô vi Nam có buồn Đông Á.
trời giữ người chi lần đấu tranh cho quê nhà vinh quang. Ta mang danh nước Việt yêu dấu, thề tuyệt phấn đau lòng chung sắc son. Đây câu ca chính khi sông rèn bầu trời thanh cao, nhóm lửa thiêng bốn phương quanh mình. Dù đường từ nhiều khó khăn nhưng bọn ta quyết tâm vai kề vai tiến lên. Non sông Việt Nam còn ta hát vang dậy câu hô ca, hãy trải niềm tin yêu ra bao la, hãy nghe tâm tư đại dương dẫn thần như mây ngàn phương, hãy về đại nghĩa tâm thần xa ngời tìm lên muôn sinh đoàn ta hát vang dậy câu hô ca, hãy trải niềm tin yêu ra bao la, hãy nghe tâm tư đại dương dẫn thần như mây ngàn phương, hãy về đại nghĩa tâm thần xa ngời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thậm chí lắng dương còn vang gương lúc ta còn nghiêm soi trời nam mây núi trăng ngàn đã trường sơn muôn muôn năm chưa ga.
tranh cho toàn dân đất nước Việt đi. Si đấu tranh bản niềm vui reo khắp non sông. Si đấu tranh trong tình yêu thương chân thiên vi. Đấu tranh cho đêm xuân muôn phường hai trái tim từ ai vì tổ quốc tay thép vung lên vì tự do anh dũng xung phong diệt trừ ngày xâm chỉ phường hải dân bè lũ vô nhân Việt Nam vô Việt Nam hiến lịch xa thân Việt Nam vô Việt Nam hiếu trung thành tín vì mà giống tu dưỡng tâm thân vì hậu sinh anh dũng nêu gương dù đầu lửa thân dù hình hải tan quyết không từ nan đây máu thiêng 4000 năm bất khuất kiên cường đây dòng máu thiêng Việt võ sinh hiến dâng tổ quốc đây hồn nước non có ngọn đuốc theo anh sáng soi đường Bye.
Việt Nam, vô Việt Nam, trùng không gian vượt thời gian, vô Việt Nam, vô Việt Nam, vô Việt nào hấp thu đại dương dấy lên hào khí quân vương hiền ngang cất cao tiếng ca đoàn kết người một lòng là bằng gian nguy thiên tới cùng đi sống vô Việt Nam toàn như tranh đòi đuốc chính khi giật không năm châu quyết tâm hiến dâng tài đức xây dựng trần đời thời đại vinh quang sáng ngời phong trần đầy mây cuồng ý chí quyết tâm hòa vang tiếng hát trong chiêng chi lăng bằng xưa có cầu đoàn trường là lời chân kỳ khai sơn là đường thần kỳ pha đá để vô Việt Nam vào đời trần đầy mây cuồn ý chí quyết tâm hòa vang tiếng hát trong chiêng chi lăng xưa có cầu quan trung là lời truyền kỳ khai sơn là đường thần kỳ phá đá để vô Việt Nam trọn đời Thank you.
muôn sinh hiên ngang mang áo xanh trùng dương. Đem hoa niên quyết nấu nung căn trường trong cơn phong ba sóng gió ta coi thường. Gian nguy rèn trí kiên cường. Việt võ đạo đoàn thanh niên tâm tư man mát như trùng thơi. Đem tin yêu tới hiến cho một người, đem hương thanh cao chúc thắm lên cuộc đời. Say men hào khí đầy vơi, sáng người tràn đầy vực mắt tinh anh. Khí hùng tiềm tàng dòng máu tiên long. Ta là thanh niên tương lai Việt Nam, vẫn hiến xây nên bao nhiêu nghìn năm. Hoa gấm tô bồi nền vàng son trên non sông vinh quang. Kiếm cờ nghìn đời còn ngút mê linh. Sóng bạch đằng còn sục máu quân nguyên. Loa thần chỉ lắng dương còn vang, gương lúc đã còn nghiêng soi trời nam. Mây núi trăng ngàn đã trường sơn muôn muôn năm chơi gan. Đem hoa niên quyết nấu nung căn trường trong cơn phong ba sóng gió ta quay thường. Gian nguy rèn trí kiên cường. Việt võ đạo đoàn thanh niên tâm tư man mát như trùng khơi. Đem tin yêu tới hiến cho một người, đem hương thanh cao chúc thắm lên cuộc đời. Thi tốt không? Tốt mà chắc dạ, cũng tạm được. Tạm được hả? Nghĩ mình đạt thủ hoa không? Thủ hoa là cái người đạt là cao nhất của cái nhóm thi của mình á. Nghĩ là mình đạt được không? Không. Mày không biết. Không. Không. Không có tự tin hả? Vậy là con thi gồm những cái phần gì rồi? Không nhớ luôn. Thi gì rồi không nhớ luôn. Nhiều. Thi võ đạo hỏi gì con? Nhớ là con chết liền. Nhớ chết liền luôn. À, hỏi nhiều lắm không có nhớ gì hết. Thi trình độ của mình thi gồm mấy chiến lược? Dạ 5 chiến lược. Thi đúng không? Đúng. Thì đúng có 5 chiến lược à. Bài quyền thấy bài quyền gì? Dạ khởi quyền. Khởi quyền hả? Đánh tốt không? Đánh được 7 điểm không? Con không biết thầy chấp chứ không biết. Không biết hả? Mình phải tự tin chứ, mình phải 7 điểm không? Mình phải tự tin chứ.